danh sách của huấn luyện viên Kim Sang-sik an toàn là bạn. Trong danh sách huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa công bố, 27 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại bảng F. Vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á hầu hết đều là những gương mặt cũ đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa công bố, 27 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho hai trận đấu cuối cùng tại bảng F. Vòng loại World Cup 2026, khu vực châu Á hầu hết đều là những gương mặt cũ đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam. Không ngạc nhiên khi tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam mới chỉ có chưa tới một tháng làm quen với bóng đá Việt Nam. Dù chịu khó tới các sân bóng để xem nhiều nhất có thể các trận đấu ở V-League, nhưng có lẽ thu hoạch là chưa đủ để ông thầy người Hàn Quốc có thể mạo hiểm với những phát hiện mới. Hầu hết trong số 27 cầu thủ được gọi tập trung đợt này đều là những cái tên quen thuộc trong các đợt tập trung trước. Ngay cả những gương mặt trẻ như tiền đạo Vĩ Hào, Văn Trường, Ngọc Sơn cũng đã từng có cơ hội thử sức trong màu áo đội tuyển. Có thể thấy, bộ khung của đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ được duy trì ổn định với những cầu thủ nòng cốt đã khẳng định được bản lĩnh và kinh nghiệm. Trong khung thành, ngoài Nguyễn Philip đã có sự trở lại của Đặng Văn Lâm, bên cạnh Đình Triệu và thủ môn trẻ Quang Văn Chuẩn. Hàng phòng ngự được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn với nòng cốt là các cầu thủ của thể công Việt Theo và Công an Hà Nội. Trong khi tuyến tiền vệ vẫn do các cựu binh như Tuấn Anh, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Quang Hải kết hợp với những tài năng trẻ như Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường. Trên hàng tấn công có Tuấn Hải, Tiến Linh, Văn Toàn Hợp cùng Vĩ Hào, Văn Tùng, Ngọc Sơn. Nhìn vào danh sách đội tuyển được gọi tập trung lẫn danh sách dự phòng với 10 cái tên, có thể thấy rõ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đề cao tính ổn định và an toàn ở đội tuyển Việt Nam. Không có bất kỳ phát hiện hay sự mạo hiểm nào với những ý tưởng thử nghiệm đội hình như huấn luyện viên tiền nhiệm Trausser thường làm trong suốt một năm qua. Thực tế, ông thầy mới Kim Sang-sik chưa có đủ thời gian và cũng chẳng việc gì phải vội bởi hai trận đấu còn lại tại bảng F. Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á rất có thể chỉ còn mang tính thủ tục, dù vẫn phải xác định còn nước còn tác. Sau vòng đấu 22 của V-League, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 1 tháng 6. Tính ra, huấn luyện viên Kim Sang-sik và ekip huấn luyện mới chỉ có hơn 4 ngày để làm quen và tập luyện cùng nhau trước khi tiếp đón đối thủ Philippines trên sân Mỹ Đình. Vào ngày 6 tháng 6, quỹ thời gian quá ngắn ngủi, chắc chắn là không đủ để ông thầy mới có thể thay đổi và làm mới đội tuyển. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn kỳ vọng vào sự khởi sắc của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ra mắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik, người đồng hương mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã giới thiệu. V.H. Huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam, Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Văn Hậu vắng mặt. Hôm nay, ngày 27 tháng 5, tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách đội tuyển quốc gia Việt Nam DTVN tập trung dịp FIFA Day tháng 6 năm 2024, chuẩn bị thi đấu hai trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Thống kê đáng chú ý từ danh sách tuyển Việt Nam. Dưới đây là những con số đáng chú ý nhìn từ danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã công bố danh sách sơ bộ đội tuyển Việt Nam gồm 27 cầu thủ chuẩn bị hai trận đấu còn lại của vòng loại hai World Cup 2026 gặp Philippines và Iraq. Danh sách này có sự xuất hiện của một vài nhân tố trẻ song thiếu vắng Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Đoàn Văn Hậu, Hồng Duy và thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sau ít ngày tập luyện, đội tuyển Việt Nam sẽ rút danh sách xuống còn 23 cầu thủ theo đúng yêu cầu của ban tổ chức. Dưới đây là một số thống kê đáng chú ý từ danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Việt Nam. Độ tuổi trung bình 26,3, nhiều hơn một tuổi so với vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Chiều cao trung bình 1,77m, tương đồng với vòng chung kết ASEAN Cup 2023 đến 1,754m. Đội bóng có nhiều cầu thủ được triệu tập nhất: Hà Nội SC 7 cầu thủ, chân sút tốt nhất Tiến Linh, Quang Hải, Tuấn Hải cùng 7 bàn tại V-League. 18 trên 27 cầu thủ thuộc biên chế 3 đội bóng thủ đô. Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại hai World Cup 2026: thủ môn Nguyễn Philip, Công an Hà Nội; Đặng Văn Lâm, Bình Định; Quang Văn Chuẩn, Hà Nội SC; Nguyễn Đình Triệu, Hải Phòng SC; hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Công an Hà Nội; Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Hà Nội SC; Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, thể công Việt Theo FC; tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Công an Hà Nội; Nguyễn Thái Sơn, Đông Á Thanh Hóa; Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Trường, Hà Nội SC; Nguyễn Tuấn Anh, Tô Văn Vũ; Trần Ngọc Sơn, Nam Định; Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, thể công Việt Theo FC; tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương FC; Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội SC; Nguyễn Văn Toàn, Nam Định. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận tin vui từ thủ thành số 1 thời Thầy Park. Thủ thành Đặng Văn Lâm đã bình phục chấn thương và sẵn sàng hội quân cùng đội tuyển Việt Nam.
Tại vòng 21 V-League 2023 đến 2024, thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ vắng mặt trong trận đấu của câu lạc bộ Bình Định với Khánh Hòa. Lý giải về điều này, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy cho biết Đặng Văn Lâm bị chấn thương ở chân nên không thể thi đấu. Cậu ấy cần dưỡng thương và tôi sẽ tham khảo thêm bộ phận y tế để cập nhật tình hình. Nhưng theo thông tin mới nhất, Văn Lâm hiện đã bình phục và sẵn sàng ra sân ở vòng 22 V-League. Việc thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam, Nga bình phục chấn thương là tin rất vui với huấn luyện viên Kim Sang-sik, bởi chỉ còn ít ngày nữa là đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để hướng đến hai trận đấu tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong lần hội quân này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho gọi bốn thủ môn là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Nguyễn Đình Triệu và Quang Văn Chuẩn lên tuyển. Trong số này, Văn Lâm cùng Nguyễn Philip được cho là sáng cửa bắp chính nhất. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Văn Lâm luôn là sự ưu tiên số 1 trong khung gỗ của đoàn quân áo đỏ. Trong khi đó, kể từ thời điểm có quốc tịch Việt Nam, Nguyễn Philip đã được huấn luyện viên trao cho vị trí chính thức. Nhưng thời gian gần đây, thủ môn thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội lại thi đấu không được tốt và thường xuyên mắc lỗi. Vì vậy, rất có khả năng Văn Lâm sẽ được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cho cơ hội ra sân ngay từ đầu trong cuộc đọ sức với Philippines vào ngày 6 tháng 6 tới. Nếu thể hiện tốt, anh hoàn toàn có thể lấy luôn suất bắt chính ở tuyển Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng lo lắng ra sao khi hụt vé lên tuyển Việt Nam. Thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể nào vui sau khi huấn luyện viên Kim Sang-sik công bố bảng danh sách tuyển Việt Nam. Tình thế của thủ môn Bùi Tiến Dũng, tấm vé lên tuyển Việt Nam có ý nghĩa rất lớn với mọi cầu thủ, đặc biệt trong tình thế hết hợp đồng và lựa chọn bến đỗ mới. Đây chính là lý do thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể nào vui vì bản hợp đồng 2 năm sắp hết hạn. Thủ môn Bùi Tiến Dũng từng nhận số tiền lớn tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm anh còn thi đấu cho U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam. Mức phí lót tay dành cho cầu thủ có mắt tuyển thủ luôn khác biệt và Bùi Tiến Dũng cũng không ngoại lệ. Anh nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ lẫn truyền thông nên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận trả số tiền khủng cho hợp đồng đầu tiên. Tuy nhiên, khoảng thời gian 1,5 mùa giải không được thi đấu thường xuyên trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội 3 trận khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng rất giá, thậm chí khó tìm được bến đỗ tốt sau khi hết hợp đồng. Chiếc phao cứu sinh xuất hiện khi Bùi Tiến Dũng được câu lạc bộ LPB Hoàng Anh Gia Lai mượn ở giai đoạn lượt về V-League 2023-2024. Dũng gôn tận dụng tốt cơ hội với những trình diễn ấn tượng. Tình thế của thủ môn Bùi Tiến Dũng được nhận xét sẽ đảo ngược hoàn toàn nếu có suất lên tuyển Việt Nam vào đầu tháng 6. Niềm hy vọng của Bùi Tiến Dũng càng được củng cố khi nhiều thủ môn giỏi chơi sa sút hoặc lên ghế dự bị, bao gồm Nguyễn Philip, Nguyên Mạnh, Văn Phong. Nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lựa chọn thủ môn trẻ Quang Văn Chuẩn lên tuyển Việt Nam. Quyết định bất ngờ này khiến cho thủ môn Bùi Tiến Dũng hụt vé lên tuyển và dự kiến tổn thất lớn sau mùa bóng năm nay. Cụ thể, thủ môn Bùi Tiến Dũng sẽ đàm phán hợp đồng mới với LPB Hoàng Anh Gia Lai hoặc một đội bóng khác. Như đã phân tích ở trên, vấn đề là không có mắt tuyển thủ thì giá trị của Bùi Tiến Dũng sẽ giảm đáng kể về tiền lót tay, lương hoặc thu nhập về quảng cáo. Bức tranh chung của V-League cũng là nỗi lo cho thủ môn Bùi Tiến Dũng khi có suất lên tuyển Việt Nam. Phần lớn câu lạc bộ nhà giàu đều có sự ổn định trong khung gỗ. Có nghĩa thủ môn Bùi Tiến Dũng không dễ tìm được một đội bóng phù hợp về kinh phí và cơ hội thi đấu thường xuyên. LPB Hoàng Anh Gia Lai phù hợp cho Bùi Tiến Dũng. Những màn trình diễn trong giai đoạn lượt về của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã thuyết phục được đông đảo người hâm mộ LPB Hoàng Anh Gia Lai. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành rất hài lòng với Dũng Gôn và nhận xét anh xứng đáng lên tuyển Việt Nam. Môi trường của câu lạc bộ LPB Hoàng Anh Gia Lai là bệ phóng quan trọng giúp Bùi Tiến Dũng hồi sinh. Vợ con chính là nguồn động lực lớn cho tôi. Điều thứ hai đến từ môi trường ở câu lạc bộ LPB Hoàng Anh Gia Lai. Ban huấn luyện và toàn đội đều tin tưởng tôi. Đó là lý do tôi luôn ra sân chiến đấu hết mình vì toàn đội, thủ môn Bùi Tiến Dũng từng chia sẻ. Ngoài ra, sự chuyên nghiệp và tính cách hòa đồng của thủ môn Bùi Tiến Dũng được nhìn nhận phù hợp với văn hóa câu lạc bộ LPB Hoàng Anh Gia Lai. Theo đánh giá của Southstar, phong độ trong 5 trận đấu còn lại sẽ quyết định tương lai của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở câu lạc bộ LPB Hoàng Anh Gia Lai. Chuyện gì đang xảy ra với Đoàn Văn Hậu sau khi cưới vợ? Đoàn Văn Hậu nghỉ hết mùa bóng năm nay và không thể thi đấu cho tuyển Việt Nam. Đoàn Văn Hậu nghỉ hết mùa. Kể từ khi tổ chức đám cưới với Doãn Hải My vào tháng 11 năm ngoái, Đoàn Văn Hậu không còn được nhắc đến nhiều. Tình trạng chấn thương của Đoàn Văn Hậu đang ra sao? Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đá trận gần nhất cho câu lạc bộ Công an Hà Nội là ngày 27 tháng 8 năm 2023. Đó là vòng cuối của V-League 2023. Văn Hậu đã nghỉ 9 tháng liên tiếp ở V-League. Lý do Văn Hậu dính chấn thương vào đầu tháng 9 năm 2023. Cụ thể, Đoàn Văn Hậu bị chấn thương ở gót chân và bỏ lỡ các trận đấu của tuyển Việt Nam ở thời huấn luyện viên Trausier. Câu lạc bộ Công an Hà Nội cho biết, theo những chẩn đoán ban đầu, chấn thương viêm điểm bám gân gót chân của Văn Hậu sẽ mất từ 3 tới 6 tháng để có thể bình phục hoàn toàn.
Đây là tổn thất lớn dành cho nhà đương kim vô địch V-League. Hậu vệ người Thái Bình được câu lạc bộ Công an Hà Nội cho sang Singapore chữa trị chấn thương. Đoàn Văn Hậu tập hồi phục tại trung tâm đào tạo trẻ PVF. Hồi đầu tháng 1 năm nay, Đoàn Văn Hậu báo tin vui với người hâm mộ là anh sắp trở lại thi đấu. Chấn thương của tôi đang hồi phục tốt. Tôi hy vọng trong giai đoạn 2, tôi sẽ có thể quay trở lại để thi đấu, Văn Hậu chia sẻ. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như mong đợi của Đoàn Văn Hậu. Giai đoạn lượt về V-League 2023-2024. Chỉ còn 5 vòng đấu nhưng Đoàn Văn Hậu chưa thể trở lại tập luyện cùng nhà đương kim vô địch. Theo thông tin của Southstar, Đoàn Văn Hậu sẽ nghỉ hết mùa bóng năm nay. Văn Hậu chỉ dự kiến trở lại từ mùa bóng tới. Không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu trong cả mùa giải là tổn thất quá lớn cho câu lạc bộ Công an Hà Nội. Đoàn Văn Hậu tái xuất ở AFF Cup 2024. Với tình hình chấn thương kể trên, Đoàn Văn Hậu nghỉ thi đấu cho tuyển Việt Nam trong thời gian dài. Văn Hậu chưa đá trận đấu nào thuộc giải đấu chính thức kể từ AFF Cup 2022 và bỏ lỡ ASEAN Cup 2023, vòng loại World Cup 2026. Trường hợp tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai thì Văn Hậu mới có cơ hội góp mặt nhưng hy vọng này không lớn. Tuyển Việt Nam đang kém Indonesia 4 điểm, trong khi bảng đấu chỉ còn 2 loạt trận. Sự vắng mặt của Đoàn Văn Hậu khiến tuyển Việt Nam chưa bao giờ an tâm ở hành lang cánh trái. Văn Hậu có thể chơi tốt ở hai vị trí gồm hậu vệ trái và trung vệ lệch trái. Những bên trọng, Phan Tuấn Tài được trao cơ hội nhưng không thể tạo ra sự chắc chắn cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Đoàn Văn Hậu nhanh chóng trở thành hậu vệ số 1 của tuyển Việt Nam. Văn Hậu tỏa sáng từ giải U23 châu Á 2018 và huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho cơ hội lên tuyển Việt Nam. Hậu vệ người Thái Lan đáp lại niềm tin của huấn luyện viên Park Hang-seo khi chơi rất hay trong nhiều giải đấu và sắm vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu AFF Cup 2024 vào tháng 11 năm nay. Khoảng thời gian còn 5 tháng là đủ để Đoàn Văn Hậu quay trở lại thi đấu và tìm một suất lên tuyển Việt Nam.